Chương 23 Thủ vương bí mật Hạ Cuộc chiến đấu này kéo dài tốt tốt 3 ngày Hồng Vũ lui địa tình mỏi mệt hơi sức Cái loại này trên linh hồn mỏi mệt thống khổ nhất Cũng hầu hết có thể nhìn tôi luyện người đắc ý chí Hồng nhị thiếu cắn chặt răng quan ngạnh xanh xanh đích kiên trì xuống Kia thủ vương cũng là toàn cơ bắp Chế sống không chịu thần phục ba ngày qua này Nói liên tục trúng hồng vũ gần ba thiên đạo hồn điện xiên xích đầu nỏ lá cây cũng rơi sạch liễu. Cương hãng tánh mạng nguyên năng tổn thất hơn phần nữa, nhưng chính là không chịu thuần phục. Hồng Vũ cuối cùng gầm lên giận dữ. Có phùng hay không? Hồng Điện xiên xích khi hắn thân thể chung quanh quấn quanh. Điện quang đã thô to đến tựa như bể cá. Thủ vương gấp trệ hạ xuống, quay chung quanh ở Hồng Vũ chung quanh, vô số khổng lồ rễ cây lăn không lơ lửng. Bóng tối từ từ hướng về sau thối lui. Nhưng ngay sau đó, rễ cây cũng chậm chậm lui về phía sau đi. Thủ vương tất cả căn tu rễ cây lập tức làm ra một bộ con rắn chết bộ dạng. Điều này làm cho Hồng Vũ trợn mắt hóng mồm, thật không biết nên nói cái gì tốt. Thủ vương hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu sẽ không hiểu ý đồ của mình, cho nên mới phải cùng mình liều chết. Thì ra là thần phục là có thể không bị khổ liễu. Thủ vương không có tiếc tháo chúng nào lập tức quỳ. Hồng Vũ thầm nghĩ sớm biết như vậy, ngày thứ nhất, ta liền như vậy hô, không cần không duyên cớ bị khổ cực như vậy. Cực khổ mặc dù cực khổ, nhưng lại lại cũng có sở thu hoạch. Ba ngày trong thời gian liên tục buôn thả ba nghìn đến hồn điện xiên xích. Đối với Hồng Vũ mà nói, đã đem hồn điện xiên xích một chiêu này, tu luyện lưu hỏa thuần thanh. Mà hắn ở linh hồn công kích thượng cũng hoàn thành một lần thăng hoa. Màu lam quạng mang từ từ bắt đầu lan tràn, dần dần địa bao trùm cả hầm ngầm. Trên mặt đất, thụ vương đất trống có bao nhiêu, chỗ ngồi này hầm ngầm thì bao nhiêu, rộng lớn kinh người. Cùng nơi này so sánh với loài người kiến tạo cái kỳ chút ít, Lâm Hải Thành Thị quả thật chính là một hẹp hòi hố. Làm Hồng Vũ thấy rõ ràng, cả trong động đất hết thảy sâu, cũng là lộ ra khiếp sợ thần sát, cắn răng nói. Thì ra là như vậy, bên trong động dần dần bình tĩnh trở lại, ở bên ngoài Ba ngày lo lắng đề phòng hai nàng cuối cùng đã đi đi vào. Thủ vương tự hồ cảm giác được hồng vũ ba người thật không có quá mức ác ý, cho nên thần phục sâu, chiến đấu hình rễ cây căng tù từ, từ từ trở về vị trí cũ, vốn là bị mượn tiền đến một bên, dựng dục rễ cây thì chậm rãi mượn tiền liệu trở lại. Hai nàng đi tới thời điểm, loại này mượn tiền đang tiến hành. Những thứ kia thô to rễ cây, một loại đều có cỡ thùng nước, ở nơi này chút ít rễ cây dưới nhất bộ có một loại giống như hoa sinh sát, giống nhau hơi mờ túi. Trong túi bọc tất cả đang dựng dục loại thú. Những thứ kia loại thú ngoại hình tương tự, nhưng là toàn bộ cũng co rút ở trong túi. Túi dài đến 15 trượng, nếu như loại thú ra đời, mở rộng ra tới nói vậy, thân dài hẳn là vượt qua 20 trượng. Những thứ này loại thú sinh mệnh khí tức phi thường cường đại, nhưng không biết tại sao thủy chung đều ở ngủ say. Khó tránh một gốc cây thụ vương sinh mệnh khí tức so sánh với thường một mảnh lâm hải bởi vì bọn họ dựng dục liễu nhiều như vậy hoang thú. Hồng Vũ đi tới, đứng ở hai nàng trong lúc, rung động nhìn trên đỉnh đầu những thứ kia, dựng dục rễ cây chậm rãi di động. Số lượng thượng thu sơ giảng lược, tính ra hạ xuống. Này một đầu thụ vương, túc túc dựng dục liễu năm 000 đầu loại này hoang thú. Hồng Vũ âm thầm thở dài, khó trách hoàng bác ma quân cường đại như vậy. Thu Lâm công chúa nghe được câu này, đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi là nói hoàng bác ma quân nhận thứ kia, chiến sĩ cũng là như vậy dựng dục ra tới. Hồng Vũ gật đầu, mặc dù khó có thể tin, nhưng ta nghĩ có nên không sai. Những thứ kia chiến sĩ cũng không phải là loài người, không có tâm tình, không thể tu luyện. Lực lượng chính là trời xanh. Hơn nữa, thân thể của bọn họ kết cấu cùng bình thường, đích nhân loại khác nhau rất lớn, chỉ có thể là như vậy bị chế tạo ra tới. Hắn xem một chút chung quanh, chỉ bất quá, nơi này dựng dục chính là hoang thú ngoại hình, bạn đảng dựng dục chính là loại người ngoại hình. Hai nàng cũng hiểu, Hồng Vũ nói hẳn là chân tướng, chẳng qua là các nàng trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tiếp nhận thôi. Thu Lâm Công Chúa bỗng nhiên có kịp phản ứng nhưng là những thứ này hoàng thú thập lúc tỉnh lại điều này cũng chính là hồng vũ nghi ngờ thụ vương dựng dục chiến tranh hoàng thú tại sao đối với thụ vương mà nói dựng dục chiến tranh hoàng thú hoàn toàn không có cần thiết mỗi một khỏa thụ vương cũng là một mảnh lâm hải vương giả cây cối không dám khiêu chiến hoàng thú lại càng thần phục bọn họ căn bản không cần loại này chiến tranh hoàng thú nếu có loại người chạy tới thủ vương ngự sử hoang thú cũng có thể ngăn cản. Thế thế nào, dựng dục nhiều như vậy, chiến tranh hoang thú cũng là hoàn toàn không có cần thiết. Hơn nữa, nhiều như vậy, chiến tranh hoang thú, cho dù là đối với thủ vương, cũng là một trầm trọng gánh nặng. Hồng Vũ suy nghĩ một chút, theo tay vung lên, vỏ khí tia sáng cắt ra một bên trải qua một con túi, một mảnh dính trơn chất lỏng, mang theo đầu kia, còn không có tỉnh lại, Hoang thú rầm một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Chiến tranh hoàng thú còn đang ngủ mê man, thủ vương tự hồ có điều cảm ứng, nhưng là không có tiến thêm một bước phản ứng. Hồng Vũ dùng linh giác kiểm tra một chút, đầu kỳ hoàng thú, nó trong cơ thể kết cấu, cùng hoàng bát ma quân, đại khái giống nhau. Não bộ tiếp nhận thường cấp, chỉ huy bộ phận đã tạo thành, trái tim trong lực lượng cung cấp nơi phá ra vận rủi ma văn, cũng đã tạo thành như là này đầu hoàng thú nếu không có tỉnh tới đây hiển nhiên thụ vương cũng không có nào tỉnh lại những thứ này chiến tranh hoang thú nếu không lúc trước ba ngày đại chiến cũng sẽ không là thụ vương cùng hồng vũ đang đã độc đấu liễu tổng hợp liễu chứa nhiều nhân tố hồng vũ trong lòng có một phỏng đoán ba người lại đang chỗ ngồi này khổng lồ trong động đất du tổ một vòng không còn có cái gì thu hoạch liễu hồng vũ lúc này mới gật đầu chúng ta đi thôi. Vốn là hồng vũ kế hoạch là biết rõ ràng thù vương bí mờ sâu, tự chạy tới bàn đảng chiếm lĩnh phân biệt tùy thời mà động. Nhưng là hiện tại, hồng vũ ngược lại không nóng nảy rời đi. Hắn vừa đi tìm liệu khác vài cộng thù vương. Có lúc trước kinh nghiệm, hồng vũ đem thù vương mập đánh hơi dừng sâu, tự lập tứ hô to muốn bọn họ thần phục. Thường thường một ngày thời gian là có thể hàng phục một bụi. Dùng đi gần một tháng thời gian, Hồng Vũ đã xem xét liệu cả Lâm Hải Bắc Quốc, cửu đầu thụ vương, mà kết quả cuối cùng lại làm cho hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Mặc dù còn không có thấy tương tự với bạn đảng, người như vậy, hình dạng chiến tranh hoang thú, như là này chính khỏa thụ vương đã làm tốt liệu nguyên vẹn chuẩn bị. Chiến tranh hoang thú chừng năm vạn đầu. Hơn nữa, một chút thụ vương vẫn có thể hấp thu phụ cận kim khí khoáng vật, dựng dục ra huyền binh, Mặc dù chẳng qua là cố định kiểu dáng huyền binh, nhưng là vô luận là số hay là cáp bơ, cũng là hồng vũ trước kia đã đưa cái kia, mấy cái huyền binh dây chuyền sản xuất, sở vô pháp so sánh với. Hơn nữa không hề chỉ là vũ khí huyền binh, còn có khô giáp, còn có tương tự với huyền binh nọ pháo đại hình chiến tranh huyền binh. Hiển nhiên ở phía sau màn điều khiển đầy hết thảy người, đã làm tốt liễu một cuộc đại chiến chuẩn bị. Đúng vậy, hồng vũ ở đệ nhất khỏa thụ vương phía dưới tự đoán là có người ở chủ đạo đây hết thảy thậm chí thụ vương chính là bởi vì chế tạo ra tới hồng vũ như cũ khó có thể hiểu một thân cây tại sao có thể đủ mình hiểu được vận rủi ma văn sau đó lên cấp trở thành thụ vương hắn hoài nghi là có người đem vận rủi ma văn rót vào cây cối trong mạnh mẽ ra đời thụ vương hồng vũ có thể làm cho những thứ này thụ vương thần phục lại không biện pháp thẩm vấn bọn họ. Hắn làm nhiều lần cố gắng, muốn để cho thủ vương thuận lợi biểu đạt ra ý tứ. Nhưng là cuối cùng, tất cả cũng thất bại. Hắn lắc đầu, tạm thời để xuống chuyện này. Ngày mai, chúng ta phải đi bạn đảng chiếm lĩnh phân biệt. Từ Lâm Hải Bắc Quốc, hướng Đông Nam đi vào, xuyên qua mịt mờ Lâm Hải, sẽ đã tới một mảnh Lâm Trường. Này tấm Lâm Trường ở vào tiền tuyến thành thị, cùng bạn đảng chiếm lĩnh phân biệt trong lúc. Hàng năm, bạn đảng cũng sẽ phát động ít nhất một lần quân sự hành động. Mục đích lại cũng không là tiền tuyến thành thị, mà là muốn thành trừ này một mảnh lâm trường, đem làm hại bắt quốc tiền tuyến thành thị trực tiếp bại lộ ở bạn đảng công kích đến. Mà tiền tuyến thành thị thì có cùng bạn đảng tranh đoạt thời gian. Ở nơi này, chút ít chỗ một lần nữa trồng nhanh chóng sinh loại cây. Hơn nữa, tiền tuyến thành thị một chút đặc thù đề cao dược thủy. Thủy chung vẫn duy trì này một mảnh lam trường, thảm thực vật rậm rạp. Bạn đảng đại quân khó có thể thông qua. Như vậy, một mảnh chịu đủ chiến tranh tàn phá giải đất, tự hồ hẳn là cảnh hoang tàn khắp nơi, ít ai lui tới mới đúng. Nhưng là trên thực tế qua tiền tuyến thành thị, lui tới Phù Lâm Hải Bắc Quốc cùng bạn đảng chiếm lĩnh phân biệt, ở giữa thương nhân lại càng tới càng nhiều đến nơi này Tấm lâm trường lại càng có thể không lúc gặp phải một con thương nhân đoàn. Hồng Vũ ba người ẩn tàng hơi thở, một lần nữa ở Lâm Hải trong săn bắt, rồi tam đầu các bậc chẳng phải dọa người hoang thú, làm thành tọa kỵ, ngụy trang thành ba người ở người khác. Trong mắt xem ra, rất có thực lực võ giả, xen lẫn trong những thứ này, trong thương đội, chuẩn bị tiến vào chiếm lĩnh phân biệt. Ngày nay một con chừng mấy trăm người thương đội chạm rãi trải qua. Hồng Vũ ba người nhìn thoáng qua. Trong thương đội cũng có một chút đặng cấp cao võ giả hộ vệ. Cường đại nhất một người đã đạt đến nhị phẩm khai thần trung kỳ. Trừ hắn ra ở ngoài, còn có bốn vị tam phẩm hiện thánh. Như vậy, võ lực ở trong thương đội đã lộ ra vẻ có chút khó tin. Bởi vì, này một mảnh lâm trường bởi vì giao chiến song phương, nhiều năm qua phản phục tranh đoạt, đã sớm không có gì cường đại hoàng thú lại ở chỗ này sống ở mà thương đội cũng sẽ không xâm nhập làm hại bát quốc chẳng qua là ở tiền tuyến thành thị thu mua liễu trong núi hàng thổ sản sau đó lập tức trở về chiếm lĩnh phân biệt buôn bán cũng không có người thương nhân có đơn thuần vì mặt mũi đẹp mắt tự dùng nhiều tiền đánh thuê đẳng cấp cao võ giả đây cũng là quan hệ đến thành bổn vấn đề Thu Lâm công chúa thấp giọng nói, hoặc là là đại thiếu gia, những thứ này võ giả chính là gia tộc người của mình, hoặc là ngay cả có cái gì bị bớt đắc dĩ nguyên nhân. Hồng Vũ gật đầu, hắn cũng nhận đồng Thu Lâm công chúa suy đoán, đang ở ba người đánh giá này chỉ thương đội thời điểm. Trong thương đội bỗng nhiên đi ra một người, người nọ từ hồ mục tiêu minh xác, hướng ba người mà đến, như là đi tới một nửa, phía sau một vị tam phẩm hiền thánh bỗng nhiên xuất hiện, lớn tiếng quá, Đức Lam, ngươi muốn làm gì đi? Từ tiện rời xa thương đội rất nguy hiểm, lúc trước cũng với các ngươi đã thông báo, làm sao còn như vậy không cẩn thận. Đức Lam tự hồ đối với vị kia, tam phẩm hiền thánh rất sợ hãi, nhưng nhìn liễu nhìn hồng vũ ba người, nhưng vẫn là cắn răng, kiên trì đi tới. Mã tu tư tôn giả không cần lo lắng, ta chỉ là cùng ba vị này hàng huyên một chút, ngắn như vậy, khoảng cách sẽ không có vấn đề. Đức Lâm cũng không có chú ý tới, như là Hồng Vũ nhưng sau khi nhìn thấy mặt mã tu tư, trên mặt có nào đó dữ tợn chợt lóe lên, vô cùng ngắn ngủi một vẻ mặt. Mã tu tư vừa khôi phục lúc trước, hơi có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn là đạm mạc vẻ mặt. Cơ hồ hay là tại Đức Lâm nói mới vừa nói xong, khi hắn cùng Hồng Vũ ở giữa trên mặt đất, bỗng nhiên xông lên tới một cái cỡ thùng nước cự mãn một mảnh trái tiếng vang, kia cự mãn thanh thế kinh người, địa hướng Đức Lâm mãnh liệt, chụp một cái đi xuống, mở ra miệng to như chậu máu, lăn không khẽ hấp. Đức Lâm chỉ là một bác phẩm thân cương, hét thảm một tiếng, bị cái kia cự mãn lăn không hút, mặc dù ra sức dậy dụa, vỏ khí không ngừng bộc phát nhưng vẫn là bị dần dần địa hốt hướng xem ra tử vong chi miệng. Chương 24 Quỷ dị thương đội, thượng Hồng Vũ hơi khẽ câu mày, có chút ngoài ý muốn, thú sư. Cái kia cự mạng khoảng cách Hồng Vũ chỉ có chừng 10 trường khoảng cách. Nếu như này cự mạng vẫn giấu kín ở chỗ này, Hồng Vũ không thể nào không cảm giác được. Đây chỉ là một con ngũ phẩm hoang thú mà thôi. Coi như là giấu ở dưới đất mấy trăm trượng, cũng không thể có thể giấu giếm được Hồng Vũ Linh Giá. Chỉ có một giải thích, đó chính là này cự mạng là bị người tạm thời thả ra thu lâm công chúa hừ lạnh một tiếng nàng cũng từ từ bồi dưỡng được nhớ phẩm hợp chân khí thế xinh đẹp tuyệt trần đến ngón tay chế trụ sẽ phải bắn ra đi lại bị hồng vũ nhẹ nhàng đè xuống hồng vũ nhắc nhở nàng chúng ta hiện tại ngụy trang nhưng là tam phẩm hiển thánh thu lâm công chúa bừng tỉnh đại ngộ bắn ra chỉ tiêu diệt một đầu ngũ phẩm hoang thú cũng không phù hợp ba người hiện tại cảnh giới nàng rung lên tay màu vàng trường tiên xuất thủ, hung hăng đánh vào đầu kia cự mãn trên người. Ba màu tiếng cự mãn bị đánh thành hai khúc, nhưng bởi vì Đâu nhất càng gia tăng liễu hung lệ, tê tê quái khiếu đầu khí liễu đức lâm, hướng ba người đánh tới. Thu lâm công chúa cổ tay rung lên, một mảnh tiên vòi hoa sen rơi xuống đi, cự mãn nhất thời biến thành đầy đất khối vụn. Thu lâm công chúa lãnh ngạo thu tay lại, rớt xa nhìn mã tu tư, trong lỗ mũi hờ lạnh một tiếng. Mã tu tư trong mắt tinh quang chợt lóe, không có hảo ý ngó chừng ba người. Đức Lâm sống sót sau tai nạn, giống như là bắt được một cây cỏ cứng mạng, liền lan một vòng vào tới ba người trước mặt, lớn tiếng nói, Ba vị cường đại võ giả, ta là hỏa điểu thương thành đông chủ, ta nguyện ý chế phục các người năm vạn mai, không bảy vạn mai tinh tiền, đánh thuê các người hồ tống ta trở về kỳ tích chi thành phía sau truyền đến hơi lạnh màu tiếng mã tu tư đánh không đi tới đây bớt mạng nói đức lâm ngươi đã có cho chúng ta nộ kiếm đoàn hộ vệ nhưng còn muốn khác tìm người ngươi là nhiều tiền đâu hay là xem thường chúng ta nộ kiếm đoàn hắn vừa âm lạnh liến hồng vũ ba người một cái mặc dù không có trực tiếp thăng miệng nhưng là trong ánh mắt cảnh cáo ý tứ hàm số mười phần đức lâm mồ hôi lạnh đi ra hắn không dám nhìn tới mã tu tư chỉ có chút cầu khẩn nhìn cao cao ngồi ở hoang thú tọa kỵ, thượng ba người. Đoạn đường này đi trước kỳ tích chi thành, hết sức xa xôi. Trên đường sợ rằng có nhiều biến cố, nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần bảo đảm sao. Mã tu tư lại là hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay mang càm, nhìn hồng phủ ba người. Khi hắn phía sau, khác ba vị tam phẩm hiện thánh, cùng với vị kia nhị phẩm thanh thần tất cả đều ra hiện tại trong thương đội mơ hồ có vỏ khí hoang mang chép động ở hướng ba người thị uy. Ba người trước mắt biểu diễn ra tới trình độ cũng là tam phẩm hiển thánh. Hồng Vũ cùng Bạch Uyển Thần nhìn qua thường thường không có gì lạ, ngược lại là Thu Lâm Công Chúa, bởi vì mới vừa rồi xuất thủ, vô bày mình một ít vật đẳng cấp cao huyền binh, nhìn qua thực lực ở trong ba người chính là mạnh nhất. Đối mặt đến từ nội kiếm đoàn uy hiếp, Thu Lâm Công Chúa theo bản năng nhìn nhìn Hồng Vũ, phát hiện hồng vũ ánh mắt rét rung, ngó chừng mã tu tư. Lúc này, nàng không chút do dự nói. Mười vạn mai tên tiền, tự thành nộp. Đức Lâm hung hăng cắn răng một cái. Không thành vấn đề, bớt quá ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Chờ đến kỳ tết chi thành, ta lập tức tiền trả. Hồng vũ phải thăng miệng. Ngươi bây giờ có thể giao bao nhiêu? Dọc theo con đường này còn có các loại thăng tiêu. Nhiều nhất chỉ có thể lấy ra ba vạn mai tên tiền. Hồng Vũ gật đầu, trước cho ta, này. Đức Lâm cảm thấy chết yêu tiền, ba người tự hồ có chút không yên thỏa, nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi cái kia, hoang thú cự mãn, hắn hay là hung hăng cắn răng một cái. Tốt, không thành vấn đề. Hồng Vũ cũng là không có biện pháp, gần đây nghèo đinh đương vang, còn thiếu thớ tịch kiếm linh học phí đâu. Mã tu tư thấy đánh thuê hiệp nghị đã đạt thành, vô luận mình tại sao ngăn cản cũng vô ích liễu, không khỏi hung hăng trợn mắt, nhìn ba người một cái. Lần này, dứt khóa uy hiếp trắng trợn. Chư vị, chúng ta nộ kiếm đoàn đã nhận ra cái này việc, các ngươi nữa đi vào, thật có chút không phốn hậu dọc theo con đường này, kính xin cẩn thận. Hồng Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, Cái hạ thật là tốt toàn tính tâm lĩnh, ta cũng vậy, khuyên cái hạ một câu, đường ban đêm đi nhiều khó tránh khỏi đụng phải quỷ các ngươi cũng muốn làm tâm. Mã tu tư hừ lạnh một tiếng, phải tay áo bỏ đi. Đức Lâm thấy Hồng Phủ cùng Mã tu tư đối trọ gây gắt, nhất thời cảm giác, mình này mười vạn tinh tiền xài đáng giá, thật dài thở vào nhẹ nhõm. Kính xin ba vị đi theo ta, dọc theo con đường này, hết thảy thật tốt đều có chúng ta thương hành tới an bài. Kỳ tích chi thành ở Lâm Hải Bắc Quốc, thần dân trong miệng, chính là nổi tiếng, loạn chi căn nguyên, nơi đó là bàn đảng đại bản doanh mà trên thực tế bàn đảng hiện tại đã lập quốc quốc danh thánh uy vương triều mà kỳ tết chi thành chính là thánh uy vương triều đô thành hồng vũ đang muốn đi kỳ tết chi thành mã tu tư đám người ưng ngạnh đế xá là thúc đại hắn, quyết định đón lấy chuyện xui xẻo này một trong những nguyên nhân nhưng là trọng yếu hơn nguyên nhân là có chuyện xui xẻo này bọn họ có thể dọc theo đường đi thuận thuận lợi lợi tiến vào kỳ tết chi thành. Đức Lâm mang theo ba người trở về, chính là hơn 10 trượng lộ trình, chỉ đầy đủ Đức Lâm nhỏ giọng cầu khẩn mấy câu. Ba vị, làm ơn tớ tùy thời ở bên cạnh ta bảo vệ, thật nhờ cậy liễu. Không còn kịp nữa hỏi nhiều, đã trở lại trong thương đội. Thương đội hỏa kế, mặc dù thân thể khỏe mạnh, nhưng là phần lớn không có tu luyện quá võ đạo. Cho dù là có như vậy, mấy người tu luyện quá, cũng chỉ là cử phẩm dũng tuyên cấp bậc. Những người này sĩ nhục chức việc nặng việc cực không thành vấn đề, thật muốn chiến đấu. Một gã lục phẩm chân tôi là có thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Mà trong thương đội chân chính, lực lượng vũ trang, chính là mã tu tư đám người, nộ kiếm đoàn liễu, hồng vũ âm thầm quan sát, nộ kiếm đoàn nhân số ước chừng 30, trên cánh tay đều có màu ngọn lửa quấn quanh cửa kiếm hình xăm mở một tên nổ kiếm đoàn mọi người lộ ra vẻ vô cùng hung ác Đũa đãi thường đội người cực kỳ thô lỗ không ít không hề hàng phục sẽ một trận quyền đám cước đá hồng vũ ba người đã nhìn ra không được bình thường khó trách chủ hàng đức lâm không tí tốn hao khổng lồ thật nhiều mời làm việc mình ba người đây rõ ràng là đội khách làm chủ giá thế hồng vũ muốn tìm một cơ hội hỏi một chút đức lâm nhưng là rất nhanh Mã Tu Tư mang theo một gã khác tàm phẩm hiện thánh một lạc, cùng nhau đi theo Đức Lâm bên cạnh. Đông chủ có hay không, cảm thấy an toàn không có bảo đảm, cho nên mới phải khác cố nhân. Nói về cũng là trách nhiệm của chúng ta. Ta cùng một lạc quyết định từ hiện tại thăng thủy, cùng nhau thiếp thân bảo vệ ngài. Đức Lâm nhất thời giống như ăn một trăm quả đắng giống nhau, nhưng là ngoài miệng, nhưng còn muốn không ngừng nói cảm ơn. Hồng Vũ quyết định án binh bất động, dọc theo đường đi thờ ơ lạnh nhạt. Từ Lâm Hải trong hoàn toàn đi ra, vô số con Lâm Hải đang lúc đường nhỏ, giống nhau là trăm sông hợp thành biển giống nhau. Cuối cùng, tụ tập ở một cái rộng rãi con đường thượng. Này đã trễ so sánh với đại hạ quan đạo, còn muốn bằng phản rộng lớn. Hồng Vũ ba người dọc theo con đường này cũng nghe, loại này con đường ở chiếm lĩnh phân biệt rất bình thường chiếm lĩnh phân biệt buôn bán xâm xuê, giao thông phải tiện lợi. Thậm chí, trừ những thứ này còn đường ở ngoài, thánh uy vương triều bên trong, còn có một loại liên tiếp chân chính thành phố lớn ở giữa phi đạo. Quy cách so sánh với loại này, con đường còn cao, sử dụng đạn cáo cao hoang thú dẫn giác huyền bên xe ngựa. Dưới loại tình huống này phi đạo trong, tốc độ có thể đạt tới một canh giờ, một ngàn lượng bách lý. Thậm chí, siêu cấm thành thị trong lúc còn có thể thiết lập có đặc biệt nhảy qua vô ích chi môn dĩ nhiên loại này có thể xuyên qua không gian lữ hành hết sức cao quý coi như là đứa lâm không chỉ là nghe nói qua không có sử dụng quá ở con đường đi lên vào ban ngày thời gian phía trước xuất hiện một ngọn hùng tráng thành trì so với thiên cơ thành dĩ nhiên xa xa không bằng như là so với vũ đô nhưng cũng không thua gì bao nhiêu cao lớn thành tường trong thỉnh thoảng có thạch tháp nhô ra thạch đỉnh tháp thượng cũng làm bộ khổng lồ huyền binh nọ pháo đây là thánh uy vương triều đối với lâm hải quốc gia cổ tác chiến tiền tuyến pháo đài bắc thượng thứ ba thành ở thánh uy vương triều phương tây nam từ nhất đông bắc phương hướng một đường chém xéo hướng tây nam tổng cộng có chín ngọn như vậy tiền tuyến pháo đài thành thị rõ ràng từ bắc thượng đệ nhất thứ nhất thành thăng thủy mãi cho đến bắc thượng thứ chín thành từ thành thị mệnh danh là có thể nhìn ra thánh uy vương triều giả tâm nhưng là để cho hồng vũ kỳ quái chính là lâm hải bắc quốc tiền tuyến thành thị cùng thánh uy vương triều bắc thượng bày thành ở giữa mua bán vô cùng tần phồn tự giống với hồng vũ hiện tại là có thể nhìn thấy này con đường đi lên lui tới hướng thương đội hết sức bận rộn lúc trước Hắn thì cảm giác Thánh uy vương triều nếu như muốn diệt vong, Lâm Hải Bắc Quốc tự hồ cũng không khó khăn. Bây giờ nhìn lại, hơn kiên định liệu hắn loại này tâm tư. Lâm Hải Bắc Quốc dù sao chỗ sâu Lâm Hải rất nhiều tài nguyên thiếu thốn, nếu như Thánh uy vương triều cắm mua bán, từ ngoại bộ tiến hành phong tỏa, Lâm Hải Bắc Quốc nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 10 năm, nhưng là Thánh uy vương triều cũng không có làm như vậy. Bọn họ mặc dù cũng đúng lui tới hai nước ở giữa thương đội khóa lấy thuế nặng, như là bởi vì khổng lồ lợi nhuận, như cụ có thật nhiều thương đội chạy tới bắc phương phá tài. Bọn họ dùng lâm hải trong khang hiếm các loại tài nguyên, đội lấy nơi này thổ sản. Sau đó, chỉ cần có thể thành công buôn đến kỳ tích chi thành, đã gần ư gấp 20 lợi nhuận. Nhất nhất nhưng là hiển nhiên, Hồng Phủ lần này xui xẻo cố chủ nhất định thường tiền liễu, cuối cùng đã tới. Đức Lâm từ hồ thở vào nhẹ nhõm, nhưng nhìn nhìn đứng ở một bên, Mã Tu Tư cùng một lạc, như cũ có chút lo sợ bất an. Mã Tu Tư thật giống như cái gì, cũng không có ý thức được. Đông chủ, xin chuẩn bị xong thuế kim, chúng ta vào thành sao? Đức Lâm sầu mi khổ kiểm đánh thăng của mình trữ vào huyền binh, tiến lên đi cùng cửa thành thủ vệ giao thiệp. Mã Tu Tư sử liệu cá nhãn sát, một lạc bất động thanh sát đi theo bên cạnh hắn. Vào thành thuế vô cùng cao quý, cao gần mỗi người đầu một quả tinh tiền, hàng hóa thì bị nghiêm khắc phân chia vì chính cấp bậc. Mỗi một xe chia ra muốn nợ một quả đến chín miếng tinh tiền. Tinh tiền chính là thủy nguyên đại lục đặc biệt hóa tệ, dùng tiêu chuẩn mở tinh mài mà thành, tiêu chuẩn trọng lượng là hai lượng một quả. Cao phẩm vì mở tinh mài ra tới bạc tinh tiền, cùng kim tinh tiền, cũng là dựa theo vừa so sánh với thập đội tỷ lệ tiến hành lưu thông đức lâm thanh toán thuế kim sâu thương đội rút cục có thể vào thành hồng vũ dọc theo con đường này chung quanh quan sát lớn nhất cảm giác chính là thủy nguyên đại lục dân chúng cuộc sống rất hạnh phúc ở khác đại lục huyền binh cũng là một loại bị dùng cho chiến tranh từ chất nguyên như là ở chỗ này nơi có thể thấy được dùng cho dân sự huyền binh có những thứ này cũng không cao quý nhưng dùng tốt phi thường hơn nữa tiện lợi huyền binh thủy nguyên đại lục dân chúng cuộc sống muốn dễ dàng rất nhiều thương đội bao xuống liễu một cái khách sạn phân phối gian phòng thời điểm nhưng có nổi lên tranh chấp được làm kiên trì để cho hồng vũ ba người chúa tể mình cách phát như là mã tu tư cũng muốn giống như trước ở tại hắn cách phát bất đắc dị thỏa hiệp dưới hai bên riêng của mình ở một chương 24, quỷ dị thương đội, hạ. Trận này tranh chấp sâu, Mã Tu Tư tự hồ hoàn toàn nổi giận. Hắn xanh mặt đi tới nhị phẩm khai thần gian phòng, ngồi xuống nghiến răng nghiến lợi nói. Lão đại, phải cho những thứ kia không biết tiếng thối người một chút dạy dỗ liễu. nhi phẩm khai thần cổ xăm không nhanh không chậm, điều của mình đồ uống. Đây là thánh uy Phương triều lưu hành một loại đồ uống. Đem một loại màu đen cây đậu quay sau mài nhỏ, sau đó hướng điều loại bỏ Là thêm vào một chút sữa tươi đường trắng Gia vị Cổ xong ngón tay nhẹ nhàng sờ Thúy xinh xinh cây đậu tự thành liệu phấn vụn So sánh với bất kỳ khí giới Mài mực ra tới Cũng muốn rất nhỏ Tới nếm thử lão đại đế tay nghề Cổ xong đưa cho mã tu tư một chén Mã tu tư một ngầm uống vào Cái gì vị cũng không còn thường đi ra ngoài Cổ xong bất mãn hơn một tiếng lãng phí lão tử một phen tâm huyết. Mã tu tư gấp gáp. Lão đại, rốt cuộc làm sao bây giờ, ngươi cũng là lời nói. Cổ xăm cười hát hát. Chúng ta cùng Đức Lâm như là ký kế liệu đánh thuê khế ứ, không có phi ứ lúc trước. Đức Lâm không thể làm gì được chúng ta. Nhưng là, có cái gì nhưng là, ngươi hiện tại gấp gáp như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp đi biết rõ ràng. Khi kiện đồ vật rốt cuộc có ở đó hay không trong thương đội, chỉ cần xác định chúng ta lập tướng hạ thủ. Ba tam phẩm hiện thánh, bây giờ nhìn lớn lối, bất quá là chôn cộng hóa sát. Hay là lão đại anh Minh, liếc thấy xảy ra vấn đề máu chốn. Cổ sâm thẳng lắc đầu, là ngư quá mau nóng nảy mà thôi. Bọn họ muốn tìm là vật gì? Hồng Vũ một trận tò mò, lấy tu vi của hắn, nghe lén một tam phẩm hiện thánh cùng nhị phẩm khai thần, mật đàm, thật sự là quá dễ dàng liễu bất quá hồng vũ rất nhanh cũng là không hề nữa cụ kết liễu nhị phẩm khai thần tranh đoạt đồ đối với mình không có chút nào giá trị hắn hiện tại chính là muốn mượn này chỉ thương đội an an ổn ổn tiến vào kỳ tích chi thành sau đó nghĩ biện pháp ra rõ ràng hoàng bác ma quân ra đời đất nếu như đúng là tùy thủ vương ra đời vậy thì nghĩ biện pháp hủy diệt một chút thụ vương để cho thánh uy vương triều cùng lâm hải bắc quốc ít nhất ở lực lượng quân sự thượng ngang nhau Lấy bảo đảm thủy nguyên đại lục Không rảnh xâm nhập thanh nguyên đại lục Mà ở này một quá trình trung Nhân tiện bảo vệ Đức Lâm Coi như là bánh ít đi Bánh quy lại Như là kế tí mấy ngày Đức Lâm nhưng thần kinh hề hề Càng không ngừng nấp ở Hồng Phủ Ba người bên cạnh Mà mã tu tư đám người Còn lại là nhìn qua vô cùng tận chức tận trách Mỗi ngày buổi tối cũng muốn cẩn thận kiểm kê một chút hàng hóa lẽ ra bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ công việc hàng hóa những chuyện này căn bản không cần bọn họ quan tâm mã tu tư lại không ngừng lấy cớ xác nhận có hay không bị trộm muốn mở ra hàng hóa bao trang kiểm tra xuống này dĩ nhiên mới đến liệu thương đội mãnh liệt phản đối mã tu tư kiên trì liệu mấy lần sau cũng không có biện pháp tiếp tục phổ biến hắn thông qua cái người kém bản lĩnh lấy cớ chỉ kiểm tra ba chiếc xe ngựa. So sánh với cả thương đội mấy chục chiếc xe ngựa mà nói, sai còn rất xa. Mã tu tư âm thầm gấp gáp. Ngày này ở đường xá trong, Hoàng Vũ ở phía sau tinh tường thấy Mã tu tư, một gã thủ hạ khiến tay chân, một chiếc đang chạy trong xe ngựa, bỗng nhiên ngã lật trên mặt đất, ra một tiếng hàng hóa tất cả đều gắn đi ra ngoài. Mã tu tư, mấy người một loạt mà lên, chuyện gì xảy ra? như vậy không cẩn thận Mau tới người hỗ trợ thu thập xong Nộ kiếm đoàn người vay tại một chỗ đem thương đội người tất cả đều chắn phía ngoài chờ bọn hắn đem trên mặt đất tất cả hàng hóa cũng kiểm tra xong lúc này mới riêng của mình tản đi lưu lại một địa lộn xộn hàng hóa để cho thương đội người đi thu thập thương đội mọi người giận mà không dám nói gì đức lâm sáng mặt rất khó nhìn nhưng thủy chung cũng không nói đến cái gì như vậy Tiếng mục trong vòng một ngày trình diễn liệu bảy tám lần. Buổi tối ở trò thời điểm, Đức làm âm thầm dặn dò của mình họa kế. Ngày mai, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không nên, cho thêm nổ kiếm đoàn người cơ hội. Như là những thứ này, người bình thường vẫn thế nào là những thứ kia, võ đạo cường giả đối thủ. Ngày thứ hai, Mã Tu Tư làm tầm trọng thêm, một hơi chuẩn bị lật ra mười mấy chiếc xe ngựa, sau đó lần lượt kiểm tra, Đến buổi tối, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Đức Lâm rốt cục không nhận được. Hắn ở Hồng Vũ ngoài cửa bồi hồi liễu thật lâu, rốt cuộc, khu lên dụng khí tiến lên gõ cửa. Mà hắn hết thảy hành động, vẫn thế nào có thể thoát được quá. Mã tu tư cảm giác, ngồi ngay ngắn ở trong phòng, mã tu tư lộ ra một tàn nhẫn miệng cười, làm bầm lầu bầu. Tiểu tử, ngươi nhưng nhất định không nên kinh sợ, bọn ta cơ hội này đã lâu rồi. Đức Lâm đến Hồng Vũ cũng không nghĩ là, mặc dù không biết Mã Tu Tư bọn họ đến tụt cùng đang tìm cái gì, nhưng là hiển nhiên bọn họ là càng ngày càng cấp bách liễu. Đức làm vừa tiến đến, tụ âm âm ngã quỵ, tiên sinh, xin, xin cứu cứu ta đi, chỉ có các người có thể cứu vãn ta cùng ta thương hồi liễu. Hồng Vũ bất động thanh sắc đông chủ cần gì như thế, mẫu mờ đứng lên mà nói sao. Hồng Vũ thiếu gia trong ngày thường bị quỳ lại sớm đã thành thói quen. Áp cái không có thập lúc đi đỡ vịnh ý thức. Đức làm nhưng quỳ không chịu đứng lên. Tiên sinh, lần này chuyện tình, kỳ thật có chút giấu giếm. Nhưng ta thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Trong lòng hắn hết sức do dự, hắn tự nhận thương trường chìm nổi mười mấy năm. Nhìn người rất đúng, cảm thấy Hồng Vũ mặt ngoài lãnh đạm, kỳ thật chân thật nhiệt tình. Như là lúc trước nhìn làm rồi cổ xăm, để cho hắn đối với mình đôi mắt này lại có chút ít không dám tính nhiệm liễu. Do dự liên tục, nghĩ đến mã tu tư hung ác, hắn cắn răng một cái, rốt cục quyết định cùng bàn đỡ ra. Tiên sinh, thật không dám giấu giếm, chúng ta lần này đi trước Lâm Hải Bắc Quốc, chân chính hàng hóa cũng không phải là những thứ kia thổ sản, mà là khác có trọng yếu đồ. Hồng Vũ thật ra thì cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên ngồi không nói một lời, Đức Lam nói, ta có một chút đặc thù môn lộ, có thể ở Lam Hải Bắc Quốc, làm đến một chút người khác lấy không được, trần quý vật. Lần này, ta kia hợp tác đồng bạn nói cho ta biết, hẳn cho tới năm viên ân tứ chi quả. Hồng Vũ mí mắt nhảy hạ xuống, nhất thời cảm thấy thất vọng, còn tưởng rằng thân thần bí bí là vật gì đâu, thì ra là chẳng qua là ân tứ chi quả. Nhưng là ở Đức Lam trong mắt, ân tứ chi quả tuyệt đối là khó lường bảo vật. Ta áp lên liễu toàn bộ thân gia, đi này một chuyến. Hơn nữa, ta đã liên lạc tốt lắm người mua. Những thứ kia kỳ tích chi thành, trong đến người mua mỗi một vị cũng bối cảnh thâm hậu. Nếu như không thể đem ân tứ chi quả, giao cho bọn họ, ta tuyệt không chỉ là tán gia bài sản vấn đề, rất có thể từ nay về sau sẽ phải bỏ mạng thiên nhai, vĩnh viễn bị thánh uy vương triều truy nã nhưng là không nghĩ tới hộ vệ của ta phía trước tới lâm hải bắc quốc trên đường bị một đám cướp núi toàn bộ giết chết bất đắc dĩ ta chỉ tốt trên đường dùng nhiều tiền đánh thuê liệu cổ xong bọn họ nhưng là chờ ta từ lâm hải bắc quốc trở về cũng cảm giác được cổ xong bọn họ không được bình thường bọn họ áp cái không nghĩ muốn hộ tống ta trở về kỳ tích chi thành bọn họ chỉ muốn nhận được ân tứ chi quả dọc theo con đường này bọn họ đầu tiên là nói bóng nói gió, muốn đánh với ta nghe. Bị ta cự tuyệt sau hiện tại đã mắt sáng, trương làm luộc sát liễu. Tiên sinh, chỉ cần bọn họ tìm được ân tứ chi quả, nhất định sẽ không bỏ qua của ta. Các người bà vị chỉ sợ hắn cũng sẽ thống hạ sát thủ. Hồng Vũ âm thầm thở dài, nói, nơi đó có cái gì cướp núi, chính là cổ xăm bọn họ làm sao. Đức Lâm gần đây cả ngày trong lòng hoảng sợ, cho nên suy nghĩ cũng không chu toàn, nhưng là làm một thành công thương nhân. Hắn giống như trước, cụ bị kinh đáo suy nghĩ. Hồng Vũ một nhắc nhở, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Nhưng ngay sau đó, đem cả sự kiện suy nghĩ cẩn thận liễu. Nhất thời, mồ hôi lạnh từ Đức lâm trên đầu chảy xuống. Hồng Vũ khẽ gật đầu, ngươi tất cả đều suy nghĩ cẩn thận rồi. Ngươi cảm thấy người ở kỳ tích chi thành, cái kia chút ít người mua người phải phía sau màn hát thủ. Đức làm vẻ mặt đưa đám. Ta, ta thật không biết. Những người đó tất cả đều quyền cao chức trọng, nhưng so sánh với cũng là lòng dạ độc ác hạng người. Bọn họ mỗi người đều có loại khả năng này, tất cả cũng có thực lực này. Hồng Vũ nhìn càng thêm xa. Năm miếng ân tứ chi quả, đơn giản nhất phương pháp sử dụng, chính là chế tạo ra năm tên thực lực vừa xa cùng thế hệ võ đạo cương giả. Như vậy, một cổ cường đại bí ẩn lực lượng có thể dùng để làm rất nhiều chuyện. Mà nếu như mưu đồ thật lớn, như vậy, người giật dây nhất định sẽ muốn từ ân tứ chi quả, ngọn nguồn liền làm đến giận nước không lọt, giết người diệt khẩu. Hồng Vũ có chút thương hại nhìn, Đức Lam quỳ rạp xuống đất khóc cầu xin. Tiên sinh, xin ngài cứu ta, chỉ cần ta có thể còn sống trở lại kỳ tích chi thành, nghĩ biện pháp đem ấn từ chi quả biến thành tinh tiền, ta nguyện ý trả lại cho ngài 5 vạn tinh tiền. Hồng Vũ lắc đầu, khế ước chính là khế ước, ta nếu đáp ứng 10 vạn tinh tiền, đưa ngươi có kỳ tích chi thành, cái giá tiền này cũng sẽ không thay đổi. Đức Lâm sững sốt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hồng Vũ khẽ gật đầu, ngươi rất thẳng thắng, điểm này rất tốt, vì điểm này thẳng thắng, ta quyết định giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Đức Lâm đột nhiên cảm giác được có chút không thành thật, giải quyết nhưng là tiên sinh, ta cầu xin ngài mang theo ta nhanh chóng thoát đi. Cổ sâm hắn là nhị phẩm khai thần, thủ hạ còn có bốn vị tam phẩm hiện thánh. Ngài ba vị chẳng qua là tam phẩm hiện thánh, muốn giải quyết vấn đề. Không biết tự lượng sức mình đúng không? Hồng Vũ không khỏi cười. Đức Lâm ngượng ngùng không biết nói cái gì cho phải. Đức Lâm tiến vào lâu như vậy, xem ra tiểu tử kia tính toán không biết tự lượng sức mình, muốn cùng chúng ta đấu một phen liễu. Mã Tu Tư u ám nói, Cổ xăm cùng khác ba vị tam phẩm hiện thánh, hôm nay tất cả đều khi hắn bên trong gian phòng. Một lạc nói, Đức Lâm không phải là đứa ngốc, trong khoảng thời gian này chỉ là bởi vì chúng ta đối với hắn uy hiếp quá lớn, hắn mới có thể tiến thối mất theo. Theo ta thấy ngươi, hắn nếu như tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, nhất định sẽ dùng ân tứ chi quả làm mồi, để cho ba người kia cùng chúng ta chết dập đầu. Cổ sông tán dương gợt đầu. Một lạc ngươi càng ngày càng có chút dùng đầu óc liễu. Mã tu tư, ngươi cùng một lạc học chút. Mã tu tư bất mãn biểu mô một cái, cũng không dám trước mặt mọi người phản bác. Cổ sông đối với hồng vũ ba người cũng không thèm để ý. Trên cái thế giới này, không biết tự lượng sức mình người rất nhiều. Cũng may những người này thường thường sẽ không trở thành vấn đề. Ngày mai, chúng ta là có thể đã tới hổ khê thành, nơi đó là đại nhân lãnh địa, chúng ta là ở chỗ này, đem vấn đề hoàn toàn giải quyết tuyệt đi. Như vậy, tuyệt không có người có thể tra ra cái gì dấu vết. Tuân lệnh, cổ sâm nói hơi hợt, tứ đại tam phẩm hiện thánh trả lời lòng tin mười phần. Thực lực của bọn họ chiếm ác theo ưu thế tuyệt đối. Ngày mai, là càng thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng chiếm toàn bộ liễu, giải quyết hồng vũ ba, thật sự quá dễ dàng. Thật ra thì, bọn họ chân chính muốn lo lắng là làm sao tìm được đến kia năm miếng ân tứ chi quả. Mấy ngày qua, mọi người tất cả cũng suy nghĩ cẩn thận liễu, tìm tòi xe ngựa chẳng qua là vô dụng công. Ân tứ chi quả cũng không lớn. Đức Lam tùy tiện tìm một chỗ là có thể giấu đi. Hẳn nếu như cắn chết không nói, thật đúng là không dễ làm. Lần này, vì ân tứ chi quả, vị kia đại nhân cũng là xuống huyết bổn nếu như cuối cùng không thu hoạch được gì, cổ xăm bọn họ cũng sẽ bị đại nhân lửa giận đốt thành cho bụi.